Hoài Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Khi biết được tại một sòng bài ở Sydney có sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình ca nhạc vào đêm thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2018, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối mạnh mẽ dù thời tiết rất lạnh của đầu mùa đông. Nhiều đồng bào đã phải đón xe điện và xe bus để cùng tham dự cuộc biểu tình này. Sau đây là một số hình ảnh, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Muốn chúng ta quen dần và bắt đầu chấp nhận chế độ cộng sản, chấp nhận văn công cộng sản và coi cái đó là chuyện bình thường. Không bao giờ và sẽ không bao giờ cộng đồng người Việt hải ngoại bị lọt vào bẫy của cộng sản Việt Nam. Không bao giờ. Những vị cao niên đã mặt trời rất là lạnh nhưng mà đón những chiếc xe bus từ Cabramatta với Ben Sao đến nơi đây để mà nói lên cái tinh thần đấu tranh và chống lại nghị quyết 36 của cộng sản. Cộng đồng chúng ta không thể nào mà chịu thua nghị quyết 36. Cộng đồng chúng ta thì lúc nào cũng thức tỉnh được điều đó và lúc nào cũng đề phòng và luôn có những cái cuộc biểu tình để chống đối. Tuy là hôm nay ở Sasi, một cái địa điểm rất xa nơi cư ngụ của nhiều đồng hương Việt Nam của chúng ta, nhưng chúng ta không ngại đến đây vẫn nói lên cái tinh thần đó. Cộng đồng sẽ phản đối những ai mà tiếp tay cho cộng sản Việt Nam, tiếp tay những đoàn văn công, tiếp tay như là những ban nhạc hay là những MC của cộng đồng mà đã chơi trong những cái chương trình văn nghệ như thế này, thì tôi nghĩ là cái đó là cái hành động không nên làm. Tại vì cái hành động đó là các anh đã tiếp tay cho họ và đã tiếp tay cho cái văn hóa vận của cộng sản Việt Nam. Thì cộng đồng chúng ta, cái lập trường là chúng tôi lúc nào cũng cực lực phản đối và lên án những cái hành động như vậy. Nếu quý đồng hương nào mà biết được những cái ai mà tiếp tay cho họ thì cũng đừng nên sử dụng những cái dịch vụ của họ. Tôi yêu cầu rằng các anh các chị phải thức tỉnh lương tâm để làm một con người Việt Nam đúng nghĩa của người Việt Nam, yêu chuộng tự do, nhân bản và nghệ thuật vì nhân sinh, chứ không phải nghệ thuật vì làm tôi tớ cho cấp lãnh đạo cộng sản đàn áp cả dân tộc Việt Nam. Giờ không biết phải nói như thế nào để mà nói chung là một ngày mà đảng cộng sản chưa được dập tắt thì ha, tất cả hải ngoại cũng như ha, con gửi gắm cho anh chị em ở trong nước, hãy đứng dậy và tự mình đứng dậy để bảo vệ cho bản thân và đất nước của mình. Thì con gửi gắm cho mấy bạn bên Việt Nam là như vậy. Còn con đứng đây bất cứ một cái đảng cộng sản, một cái người cộng sản nào qua đây, con đều theo mọi người đi biểu tình cho tới cùng. Nên chúng tôi dù là lạnh lẽo cách mấy, chúng tôi cũng phải ráng đi đến đây để cho chứng tỏ cho tụi bọn cộng sản thấy rằng được cái sự mà chống đối của chúng tôi ở tại Úc Châu. Có nhiều người nghĩ rằng mấy người ca sĩ này thì không có đáng để mà chúng ta chống, nhưng mà không phải như vậy. Chúng tôi đến đây là chống cái nghị quyết 36. Cái mục đích của cái nghị quyết 36 là tuyên truyền cho chế độ cộng sản và làm lũng đoạn cái cộng đồng người Việt tự do của chúng ta ở đây. Lý do đi biểu tình hôm nay là để một người dân bình thường để chứng tỏ cho chính quyền Úc cũng như tất cả dân Úc rằng người Việt Nam lúc nào cũng chống cộng sản cho tới cùng. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả.